Một khi mình đã thích rồi thì 50-50 mình cũng sẽ chơi. Hiện tại thì chị còn 2 slot. Chị muốn em nên chị hả? Chị bỏ những cái slot khác, nếu mà em không về đội của chị cũng được. Chị hy sinh luôn, chị giữ slot đó để chị đợi em. Ba huấn luyện viên còn lại rất là risky khi mà dám đối đầu với Mai để chọn Miễm Châu. Chị nói ở đây thì mọi người cũng sẽ lại ca lại cái bài cũ thôi, là Châu là sẽ có sen vàng hậu thuẫn. Không, bài mới rồi, bài mới rồi. Châu là sẽ sen vàng hậu thuẫn, rồi Tiên thì sẽ lại là Uni, và Hoa thì sẽ hứa hẹn em những vị trí vedette, first face và những show diễn và những sự support. Mình làm được gì thì mình mới dám nói với người ta mình không có nổ. Miễm thì em có rất là đầy đủ và toàn diện. Và em cũng là một ứng cử viên rất là sáng giá. Thật sự chị còn đúng một slot cuối cùng và để chờ em thôi đó. Chị em vô team của chị. Và chị biết là em cũng là cùng đồng hương với chị. Thì bản thân chị cũng chiến thắng một cuộc thi hoa hậu, cũng chiến thắng một cuộc thi siêu mẫu. Chị có đủ những khả năng, những kinh nghiệm, những thứ mà em cần và em thiếu để có thể đào tạo em và em tỏa sáng nhất tại chương trình này. Ai ngồi ở đây cũng có danh hiệu rồi mới được ngồi ở đây em. Em phải cân nhắc điều đó. Chị có thể cho em được những kỹ năng, những cái kinh nghiệm trong 12 năm chị tham gia showbiz, 10 năm chị tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Nhưng mà em nghĩ lại đi, chị Mai Ngô thi rất nhiều cuộc thi trong vòng hơn 10 năm, hơn một thập kỷ. Chị Quỳnh Châu cũng vậy. Nhưng mà còn Tiên, lần đầu tiên Tiên đi thi Hoa hậu, Tiên vào top 10. Lần thứ hai khi Tiên quyết định trở lại, Tiên vào top 3. Tiên thi 2 lần là Tiên được. Thì Tiên chỉ cần kể phần của Tiên thôi, Tiên không có cần phải kể chuyện của chị với Mai. Tụi chị có những cái trải nghiệm của tụi chị, và đương nhiên là mỗi người sẽ có một cái giai đoạn khác nhau. Có người thì người ta thi một phát người ta thắng, có người thì không. Nhưng quan trọng là khi mà bạn thua ở đâu, bạn đứng lên được ở đó. Thì chị đã phải trải qua rất nhiều, và cái khúc đó em không cần phải trải qua nữa, có chị ở đây rồi. Tới lượt em chỉ có đi cái đường thẳng băng thôi. Hoa cảm thấy rất là bất ngờ với cái sự tranh đấu rất là quyết liệt của chị Quỳnh Châu. Chị chia sẻ luôn thì team của Quỳnh Hoa thì hiện tại cũng đã có cái màu giống của em rồi. Quỳnh Châu cũng vậy, và Thủy không, Tiên cũng vậy. Với không ai giống với team chị hết. Thì mỗi là mỗi người là một cá thể khác em nhau. Em hãy tự tin là chính mình, không có một bạn nào trúng một bạn nào ở tại chương trình này hết. Nhưng mà em nên dùng cái đầu của mình, tại vì khi mà một team có quá nhiều thí sinh mạnh thì có nghĩa là em phải một chọi với những người đấy. Và cái khả năng mà em đi vào chung kết nó sẽ gọi là ít lại. Tại sao lại luôn luôn lấy cớ là team của Bùi Quỳnh Hoa có Đan Tiên? Nếu các bạn thí sinh tới đây, các bạn thí sinh sợ vào một team mạnh thì xin lỗi, Bùi Quỳnh Hoa cũng không cần những bạn thí sinh như vậy. Ở đây mà chúng ta đã sợ rồi thì làm sao có thể có mang một cái tinh thần, mang một cái đại diện Việt Nam đến quốc tế. Nó cũng hơi bất ngờ một chút. Ở đây cũng có thể là chiến thuật của team Thủy Tiên thì sao? Sao vậy mọi người? Tiên này chúc mừng. Trời ơi, em đội quân tâm hai rồi. Xin ơi, sao vậy mọi người? Xin được chúc mừng lần về anh Quỳnh Mai. Ủa mày sao vậy trời ơi, được giữ thí sinh mà khóc. Để cho các bạn loại, cho các bạn tỉnh, cho các bạn cố gắng hơn nữa đúng không? Thực ra thì có một lý do như vậy. Ngay cả cái vòng đầu tiên ở vòng pick team á, khi mà Thủy Tiên thể hiện không tốt thì chị Mai là người đã đứng ra bảo vệ và cũng khuyến khích thí sinh về đội Thủy Tiên. Thì ở vòng này, Tiên muốn dành một cái sự cảm ơn đặc biệt đến cho team của chị Quỳnh Mai. Và Tiên cũng rất là mong chờ xem những tập tiếp theo với 5 thành viên còn đầy đủ. Thì Tiên Quỳnh Mai sẽ thể hiện như thế nào? Tiên đang trả ơn Quỳnh Mai. Vậy thì Hoa thì sao? Hát đi cứu đi, ví dụ như là dự án, hai dự án cũng đều được cao tiền nên là muốn cứu dự án này đi, kiểu bà Phim Minh đi. Được trả ơn má, được trả ơn lần trước á, trời ơi. Không có đi qua đúng rồi đúng. Ừ, giống như Quỳnh Châu đợt trước vậy, cứng người luôn, tự nhiên không biết cứu gì gì luôn. Đừng chút, đừng trả ơn ai, nó trả ơn mình. Người ta là kiểu mình sống vô ơn đi, cho người, đúng cho rồi. Người ta đúng ghét rồi, mình người ta đi. Mình, người ta sẽ loại mình. Kịp không? Kịp. Từ nay đến ngày mai thay đổi kịp không? Khó hiểu quá à. Tự nhiên nói kết quả ra một cái áp nha, áp với Mai nha. Ồ. Không có nghiêm túc lên A10 luôn á. Lên A10 thì có đứng đâu rồi mà. Ê, anh thấy cảm xúc hai đội thua nó vui chứ. Không, cái đại loại vui hơn những cái đội nữa. Tự nhiên cười rất là giải trí thì sao á. Cảm giác được loại nó vui chứ thôi nhỉ. Sao ấy trời mắt phong long mà. Vậy là về team Mai Ngô là không bị lại. Ok, từ đi. Team Mai Ngô không biết chưa học, chưa biết là học được cái gì mà không bị lại. Không bao giờ bị lại đó. Không bao giờ bị lại. Liên tục được an toàn. Liên tục luôn á.
Không cần chiến lược em ạ. Không cần chiến lược. Đó không cần chiến lược. Mình sống gần ra hương thôi. Tiên sẽ loại thí sinh mạnh nhất. Có thể là chiến thuật của team chị Quỳnh Châu thì ở đây mình không đoán được. Mình chỉ làm những cái điều mà với mình là công bằng cho thí sinh. Xin lỗi chị Châu, nhưng mà em quyết định loại Hà Anh ngay lập tức. Tiên muốn cho Hà Anh quay trở về nói chuyện với lại huấn luyện viên Quỳnh Châu. Thì Tiên muốn dẫn bạn về hay là? Yeah, em muốn dẫn bạn về. Tiên muốn bạn thuyết phục huấn luyện viên Quỳnh Châu đưa bạn trở về vòng an toàn. Go. Cá nhân mình đã ngồi ở cái vị trí có thể quan sát từng phần thi của tất cả các bạn thí sinh của từng đội luôn, thì Tiên thấy Hà Anh hoàn toàn thể hiện tốt và ngày hôm nay bạn cũng không thể hiện tệ. Vậy tại sao Hà Anh lại có mặt trong vòng loại trong khi bạn không xứng đáng đứng ở đó? Tại sao lại đưa những bạn này vào vòng nguy hiểm? Thể hiện rất là tốt mà. Bây giờ là game của huấn luyện viên. Bây giờ có thể huấn luyện viên đưa vô vậy đó, rồi coi Tiên loại ai. Nếu mà Tiên không dám loại thì chắc chắn ban giám khảo không dám loại. Có thể là bạn Châu nghĩ vậy, coi như là thử thách ban giám khảo thôi. Nếu em là một người chơi game và em muốn loại hết tất cả để chiến thắng, nhưng mà em không muốn điều đó. Mình ngồi đó mình không biết làm thế nào luôn. Kể cả bản thân em và cả những ban giám khảo ngồi đó cũng không biết tại sao chị lại đưa Hà Anh vào vòng loại. Hôm nay mình phải để Hà Anh có một cái sự rút kinh nghiệm thật sự. Đây không phải là thời điểm để mà mình test, mình đưa ra A-B testing hay là mình thử thách các bạn nữa, mà đây là cái cơ hội một mất một còn. Việc mà chị đưa Hà Anh vào vòng loại đã xem nhẹ những cái nỗ lực của bạn, và em muốn rằng bạn sẽ tự thuyết phục chị để có một cơ hội lại vòng an toàn. Ngay từ khi mà em bước vào phòng casting là trong đầu em đã nghĩ đến cái tên Quỳnh Châu rồi. Trong tất cả các tập của chương trình từ trước đến nay thì em luôn luôn cố gắng là người thể hiện rất là tốt, và hầu như là em là người đem lại điểm cao nhất. Giống như hôm chị nhận em về đội của chị thì em đã nói một câu là em sẵn sàng sẽ là ngựa chiến của team mình. Thế em mong rằng là chị sẽ cho em một cơ hội ở lại để em có thể tiếp tục chứng tỏ bản thân mình, chinh phục Vương Miện và mãi mãi là ngựa chiến của team mình. Chị biết là anh rất là tin chị từ cái vòng sơ khảo, nên là thật sự là chị không có muốn đưa Hà Anh vô, nhưng mà team ba người và chị phải đưa hai người vô. Chị rất là mong là em sẽ thuyết phục được team để cho em một cơ hội. Trong suốt cả một cái hành trình của bạn á, là Hà Anh làm tốt hơn rất nhiều, và nếu em ngồi ở vị trí mà phải chọn một người, em cũng sẽ không chọn Hà Anh. Em muốn đưa Hà Anh trở lại vòng loại để mà xin chị một cơ hội. Tức là bây giờ chị phải đổi người á? Yes, chị có quyền đổi người vào vòng loại để giữ an toàn cho Hà Anh. Bạn với vào vòng loại thì em thấy không xứng đáng. Liệu mình có xứng đáng ở lại hay là mình sẽ nắm tay chị Thủy Tiên vào vòng chờ? Sự cho cô không hiểu là Tiên nghĩ gì lúc đó nữa. Huấn luyện viên có quyền chọn người này hay người kia để loại, là huấn luyện viên đó có cái sự chủ động. Nên thành ra là tại sao bây giờ lại đẩy cái việc đó về lại cho Châu? Không biết là đã có chuyện gì xảy ra trong vòng loại. Em cũng có chia sẻ với huấn luyện viên Quỳnh Châu là em không hiểu tại sao Hà Anh lại xuất hiện ở vòng này. Thực sự Hà Anh là một thí sinh mạnh của đội chị, nhưng nếu mà chỉ mạnh từ đầu thôi thì chưa đủ. Đó lý do vì sao mà chị cần bạn phải nỗ lực ở trong phòng loại để bạn thuyết phục huấn luyện viên lý do vì sao bạn ở lại, chứ không phải là chỉ vì mạnh và mình cứ giữ lại và mình phủ nhận những cái sự nỗ lực của thí sinh khác. Vì cái quá trình đó Hà Anh đã tốt ngay từ đầu nhưng mà lại không có cái sự bứt phá hơn. Chị chỉ hy vọng rằng là trong vòng loại đó, bốn người thì Tiên và ban giám khảo sẽ là người có cái nhìn công tâm nhất. Vậy là chị không thay đổi quyết định đúng không? Ngược lại thì Tiên có đổi không? Ok, mình quay về vòng loại. Cảm ơn chị Châu và cô. Bạn đấu tranh vì cơ hội của bạn với huấn luyện viên phiên bản, nhưng huấn luyện viên không cho bạn cơ hội, thì ở đây bạn đã không được tôn trọng rồi. Châu không lo là Tiên Quỳnh Châu thua vì một cái sự bất công nào đó. Châu nghĩ là hơn ai hết Tiên sẽ là một người rất công bằng. Nếu mà người ta đã bỏ công ra rất là nhiều ở những phần thi và cố gắng vì team mình thì tại sao lại ở vòng loại? Em rất là tức giận. Điều đó chứng tỏ là huấn luyện viên không có tôn trọng cái sức của bạn. Ngay cả phút giây mà em nhìn thấy bạn ở trong vòng loại, em cũng không muốn loại bạn. Chính huấn luyện viên của bạn đã đẩy bạn vào vòng loại. Huấn luyện viên của bạn cũng không trao cho bạn cơ hội. Thì Tiên nghĩ là huấn luyện viên của bạn cũng sẽ phải trả giá vì điều đó. Tiên rất là tiếc. Tiên vẫn sẽ giữ quyết định của mình là loại Hà Anh.
nãy đó, Tú team kia mời đặt cười cười, bây giờ mặt ai cũng căng. Mệt mỏi ghê. Nói ghê căng căng lắm luôn á. Số 1 đây, mọi người đây gọi đây. Trong team của Tiên chưa có màu sắc nào như Sang, nhưng mà trong team của chị Châu đã có một bạn. Ai? Ai 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 ai? Hà Anh. Làm gì có anh ai đã có màu sắc chị tương kể tự cho như nghe Sang rồi. Mỗi người một cái màu sắc khác nhau, làm sao mà tự dưng cái người giống người được em? Ủa, cái câu đó là Hoa nói lúc nãy mà. Làm gì có cái gì vậy? Ủa, nè, chị... quay lại. Trời mặt thì... nhanh quá vậy. Không, Hà Anh có cái sự điềm đạm và Hà Anh đi làm rồi. Còn em là một cái màu sắc là trẻ trung, tươi mới. Mỗi người một màu khác nhau, đâu có giống nhau đâu. Đúng không? Em thấy đúng không? Đúng. Nhưng mà nếu xét về kinh nghiệm để có thể chiến thắng ấy, thì Tiên chỉ mất một năm rèn luyện và đến Miss Universe. Và Tiên ngồi ở đây ngày hôm nay. Và nếu mà bạn cần có một cái đội ngũ hỗ trợ bạn, thì Tiên xin nói lại là Tiên thuộc Unimedia, tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ, và công ty có trường đào tạo Hoa hậu Unifox. Tiên nghĩ là những gì cần phải nói mình đã nói rồi. Và quan trọng là các bạn thí sinh sẽ thấy được những cái hành động thiết thực của Tiên thông qua những cái mà Tiên đã chia sẻ, những cái mà Tiên đã offer cho các bạn trong cái chặng hành trình này. Đó là full combo, bạn không thiếu một cái gì hết. Nhưng mà cái full combo đó bên này cũng có. Em muốn học ai mà chị không kêu được. Em yên tâm, quan trọng là cái con đường em đi á, em muốn ai sẽ đồng hành cùng với em thôi. Tại vì một cái người trẻ, nếu mà lúc đầu em bị định hướng nó hơi sai á, thì nó sẽ ảnh hưởng nó rất là nhiều cho những cái bước đi tiếp theo của em. Em nói được chưa ạ? Quên. Mời chị ạ. Trời ơi, sao vậy? Mọi người bảo quên em rồi. Bạn nói thì bạn cứ nói thôi. Châu đâu có giật mít của bạn đâu. Mọi người đang có những người này người kia đứng ra để training cho em. Nhưng bản thân chị là một huấn luyện viên. Chị sẽ là cái người mà đứng ra để training cho em, chứ chị không cần bất kỳ ai hết. Chị sắp tới sẽ được diễn mở màn cho một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất Việt Nam sau kỷ niệm 10 năm của anh ý. Và em sẽ là người diễn mở màn chung với chị nếu em về team của chị. Wow. Em ơi, mở màn First Favor Date thì Uni cũng tổ chức nhiều fashion show lắm em. Việc đưa em vào vị trí First Favor Date cũng rất là dễ dàng. Cái chuyện mà First Favor nhiều khi Hoa hay là Tiên giúp em được một màn, hai màn. Nhưng mà em phải là hoa hậu thì em sẽ đi First Favor Date cả đời em ạ. Mình không có xin một slot First Favor mở màn của một cái nhà nào hết. Mình không phải đến đây để mình đi casting người mẫu. Mình làm hoa hậu. Mình rất là máu lửa, nhưng mà như vậy để thể hiện cho các bạn ấy biết là Châu rất nhiệt huyết với các bạn. Châu đâu có dành để gọi là thắng thua với các huấn luyện viên khác làm gì. Về với team Uni, đặc biệt là tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, chắc chắn rằng team Uni sẽ trang bị cho bạn một cái hành trình để mà bạn thi ở đây, bạn đã đủ cái nền tảng để mang đến quốc tế rồi. Em nhìn vào danh sách logo nhà tài trợ của những chương trình Uni làm thì em tự hiểu nha. Trời ơi, nói về logo nhà tài trợ của Sang Vàng nữa. Em ơi, chị đứng ra tài trợ cho em chứ chị chả cần nhà tài trợ nào. Dễ chưa, quá trời điều kiện rồi. Mình là huấn luyện viên thì mình thừa sức có thể giúp đỡ các bạn, thì tại sao mình không giúp và mình cứ phải lôi những công ty này, lôi những công ty kia ra để giúp đỡ các bạn. Căng quá, căng quá. Và kỹ năng người mẫu ở đây thì chắc chắn là chị tự tin. Khốc liệt rồi đây. Đây là 4 thí sinh mà em sẽ gửi vào vòng loại. Không ngờ đó là Miễn Trần và Kim Kim. Kim Kim, Nhi và Đan là 3 người em cảm thấy là ngày hôm nay 3 bạn làm chưa tốt. Còn tại sao em lại chọn Miễn Trần? Bởi vì bạn tự cảm thấy bạn là người ngày hôm nay làm không tốt trong set. Nếu mà Mai là một người huấn luyện viên công tâm á, thì Mai sẽ không chọn Miễn. Thí sinh của một beauty queen thì một người như Miễn không đáng để vào vòng loại trường ngày hôm nay. Nhưng mà với Hoa thì Hoa thấy là ngày hôm nay Mỹm là cái người làm vấp liên tục. Nếu mà bạn đã làm không tốt thì bạn xứng đáng vào vòng loại. Tất cả các bạn đều có cơ hội như nhau. Quay đi quay lại nhiều lần nhưng mà đó là thử thách của bạn. Bạn đã vượt qua rất là xuất sắc rồi. Tại sao mà lại gặp ở đây? Tôi muốn một cái tên khác. Họ đang có một cái âm mưu để loại Miễn Trần. Đây là sự lựa chọn của Hoa. Hoa mong rằng là chị Mai sự sẽ lựa chọn Hoa. Hoa lại lý do đó là tại vì Miễm cảm thấy là Miễm làm chưa tốt, hay là dựa vô đó. Mình không tin. Bạn đó chiến thắng để có được một cái lợi thế thì Hoa dùng cái lợi thế đó thì cũng không sai. Hoa cũng cảm thấy cái điều đó là đúng. Và Miễm cũng là được ban giám khảo Dược Sĩ Tiến nhận xét là ngày hôm nay bạn ý nói rất là vấp. Vậy nên chúng ta không thể nào lựa chọn những cái thí sinh khác khi mà các bạn đang nói rất là tốt. Thì mình đoán trước được là huấn luyện viên này kiểu gì cũng sẽ mang thí sinh này vào. Nhưng cuối cùng là người loại là Châu mà. Kim Kim.
rồi xong. Cuối cùng thì team Mai Ngô cũng đã bị loại một người. Và team Mai vẫn chưa thắng. Những vòng trước team Mai tuy là không làm tốt nhưng mà được giữ lại. Cho đến vòng hôm nay làm rất xuất sắc nhưng mà may mắn vẫn không đến với lại team mình. Nhưng mà mình cũng phải khen là Quỳnh Hoa chơi game hay đấy. Hoa cảm ơn huấn luyện viên Quỳnh Mai đã đưa cái lời khen rằng Hoa chơi game rất là giỏi. Nhưng mà chị Mai ơi, em vẫn đang rất là chờ chơi huyền chờ chị thắng ở tập sau nhé. Thì khi nào chị thắng thì chị có quyền quyết định mà. Vậy thì hãy gửi người thông minh nha em. Chị Mai ơi, chỉ còn 1-2 tập nữa thôi là kết thúc chương trình rồi. Chị cố lên nha. Mai với điểm ạ. Trong bất kỳ một cuộc thi nào cũng vậy, người đi đầu lúc nào cũng bất lợi hơn.